anh Hùng cũng nói là anh thấy em có chuyên môn, nhiệt huyết, em thích làm nghề. Thì anh Hùng nói coi đó thì nó giống như động vào mộng, động vào cái đam mê mà. Gò Công là quê hương của nhiều nhân vật nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam như nhà văn Hồ Biểu Tránh, Hoàng Thái Hậu Từ Dũ hay Nam Phương Hoàng Hậu. Và trong bóng đá, thị xã thuộc tỉnh Tiền Giang là nơi sản sinh ra cho bóng đá nước nhà nhân vật lừng lẫy, cố danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang. Trong khoảng thời gian 2 thập kỷ trở lại đây, xuất hiện thêm một tài năng nữa là cựu trung vệ đội tuyển quốc gia Nguyễn Thành Long Giang. Nhắc đến Long Giang, hẳn chúng ta đều còn nhớ hình ảnh chàng hậu vệ thông minh, nhạy bén trong đọc tình huống, từng là niềm hy vọng lớn trong giai đoạn thập niên 2000 của bóng đá Việt Nam. Đáng tiếc, một sai lầm tuổi trẻ đã khiến cánh cửa tương lai đóng sập với chàng trai Gò Công. Nhưng điều đáng trân trọng nhất với một con người là biết sửa chữa khuyết điểm, dám đối mặt để rồi đứng lên từ chính chỗ mình đã ngã. Xin kính chào quý vị. SEA Games 2007 đánh dấu một lứa thế hệ mới của bóng đá Việt Nam trình làng. Trong danh sách dự giải đấu ở Nakhon Ratchasima thì đã có rất nhiều người một năm sau đó đã cùng với đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên lên ngôi ở Đông Nam Á. Đáng tiếc, Nguyễn Thành Long Giang đã không có tên trong danh sách vàng của kỳ AFF năm 2008. Và có lẽ là quả penalty hỏng ăn trong trận bán kết SEA Games 2007 đã ảnh hưởng rất nhiều tới hình ảnh của chàng hậu vệ sinh ra ở đất Gò Công. Không hiểu rằng là liệu đó có phải là khoảnh khắc đáng quên nhất trong sự nghiệp của Long Giang hay không? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thông qua cái buổi nói chuyện ngày hôm nay với cựu trung vệ của câu lạc bộ bóng đá Tiền Giang. Đó có phải là một khoảnh khắc có lẽ là đáng quên nhất trong sự nghiệp của mình không anh Giang? Thời điểm đó mình đang rất là trẻ và cái con đường sự nghiệp cũng đang rất là rộng mở. Thì với cá nhân mình thôi thì khoảnh khắc đó nó cũng ám ảnh mình rất là lâu. Vâng. À, em còn nhớ là cái thời điểm đó thì là anh Giang đang là một trong số trung vệ trẻ gọi là được rất là kỳ vọng sẽ có thể trở thành một trong số những trụ cột trong tương lai hoàng thủ được đội tuyển Việt Nam. Và quả thật là kết quả penalty năm đó thì như bản thân em khi em xem ấy, thì em vẫn cho đến giờ em vẫn không thể quên được hình ảnh anh gục đầu và anh khóc rất là nhiều. Thì không biết là cái sau cái biến cố ở kỳ SEA Games năm đó thì nó tác động ra sao với cái sự nghiệp cũng như là cái cuộc sống của cá nhân của em? Nó có tác động rất lớn về mặt tâm lý của mình. Tại vì khi mà mọi thứ đang rất là thuận lợi, mọi thứ đang rất là ok với mình quá thì đụng một phát thì một trận bán kết mà một quả penalty đó là chấm dứt cơ hội của Việt Nam. Và thế hệ của mình thì nó rất là mạnh, thậm chí có thể là chỉ có thể so sánh với Thái Lan luôn. Còn anh Công Vinh, anh Quang Thanh, Tấn Tài, anh Vũ Phong thì rất là mạnh, nhưng mà thi đấu lại cũng chệch choạc không được tốt lắm. Thì mình là người đá quả penalty cuối cùng, thì quả đó là đánh dấu trận đấu cuối cùng của mình ở tại SEA Games đó. Mình cũng rất là buồn và nó ảnh hưởng cũng phải gần khoảng 2 năm sau, phải đến một kỳ SEA Games tiếp theo thì với thầy kế tô thì mình mới thật sự lấy lại được tự tin. Vâng. Sau cái quả penalty đó thì anh có gặp một cái tác động, một cái biến cố nào khi mình đi ra cuộc sống hàng ngày không? Tức là khi mà người ta nhìn thấy mình, người ta nói rằng là mình là người đã đá hỏng cái giấc mơ vàng của Việt Nam. Thật sự thì cũng không có quá nhiều người nghĩ như vậy. Thì trước đó thì cũng có 2 quả không vào của anh Vũ Phong và anh Sương Hợp á, nên cái quả của mình đó, nó cũng mang tính chất nó là tuy áp lực, nhưng mà nếu quả mình có đá vào thì cái cơ hội thắng của đội Myanmar nó vẫn rất là cao, nên người ta cũng thông cảm mình giống như cầu thủ trẻ, cũng giống như cầu thủ của đội tuyển Anh vừa rồi. Đúng rồi. Thì cũng dạ. Đối với cá nhân mình thì mình tự trách, nhưng mà đối với người hâm mộ hay người am hiểu bóng đá thì người ta cũng có cái nhìn nó thoáng hơn cho mình. Phải nói rằng là
anh cũng là một trong số những người mà em nghĩ rằng là không có được nhiều cái may mắn trong sự nghiệp, và cũng như là một số anh em trong thế hệ đó, đặc biệt là 2 năm sau khi mà chúng ta đá một cái kỳ SEA Games trên đất Lào. Đó là kỳ SEA Games mà em nghĩ rằng là chúng ta sẽ giành huy chương vàng, bởi vì sao? Khi đó chúng ta vừa bị vô địch Đông Nam Á, khi đó chúng ta được chơi ở một đất nước mà phải nói rằng là gần như là sân nhà của chúng ta rồi. Và chúng ta ở chung kết chúng ta gặp một đội bóng mà chúng ta đã hành họ như da bã ở vòng bảng. Thế rồi cuối cùng chúng ta lại để thua. Mọi chuyện năm đó thực sự là nó là một câu chuyện rất là buồn. Cho đến bây giờ bản thân em cũng không thể quên được cái nỗi buồn năm đó. Anh có thể chia sẻ một chút với khán giả về những cái kỷ niệm đáng nhớ nhất của anh về cái kỳ SEA Games năm 2009 ở đất Lào không? Đối với Giang thì SEA Games đó là kỳ SEA Games mà mình cảm thấy hài lòng nhất về cái phong độ của mình. Mà chưa bao giờ mình cảm giác mà chiếc huy chương vàng SEA Games nó gần đến như vậy. Khi mà mình đã thi đấu tốt, vượt qua vòng bảng và quan trọng là đội tuyển Thái Lan đã bị loại, thì gặp lại Malaysia thì thật sự thời điểm đó Malaysia không phải đối thủ của mình. Quá nhiều thứ mà mình nghĩ là mình sẽ đoạt được cúp đó, nó giống như là đi vào lịch sử đó, thì mình lại gục ngã trước thiên đường. Thì cái đó là một cái, nếu mà Linh nói kỷ niệm buồn nhất trong sự nghiệp thì chắc mình nghĩ là trận chung kết đó, chứ không phải bóng PNT vừa rồi. Dạ vâng. Bởi vì là em nhớ năm đó thì chúng ta rất mạnh, với thứ hai là lực lượng gần như là, phải nói là gần như là có rất nhiều những người đã là tuyển thủ rồi, tuyển quốc gia rồi. Và gần như là mọi đối thủ lớn nhất của chúng ta năm đó đều không còn ai cả. Thế rồi cùng chúng ta thua, có lẽ là nó là do định mệnh, nó là do ý trời. Tức là ý trời đã không cho Việt Nam chúng ta vô địch ở kỳ SEA Games năm 2009, mà phải mãi tới 10 năm sau thì chúng ta mới có thể đổi màu được huy chương. Và trong trận chung kết năm 2009 ấy, thì có một hình ảnh mà cho đến tận ngày hôm nay người ta vẫn luôn luôn nhắc lại về nó. Đó là hình ảnh của thầy Tô, thầy Calisto với anh Trường. Thì hình ảnh đó cho đến bây giờ thì được vẫn đang là một trong hình ảnh mà mỗi cái kỳ SEA Games người ta sẽ luôn luôn nhắc lại về nó. Thì anh có thể chia sẻ về cái không khí của đội tuyển trong cái khoảng thời gian đó, cái thời điểm mà thầy Tô với anh Trường có những cái gọi là lời qua tiếng lại với nhau. Thật sự phóng viên thì chỉ bắt được cái khoảnh khắc thôi, chính xác. Chứ không có nắm được cái cả câu chuyện. Đúng rồi anh ạ. Thầy kể tôi là một người rất là bản lĩnh, dù nếu mà thua trận có lẽ thầy buồn hơn tất cả anh em. Thì khi đó Tấn Trường và tất cả mọi người giống như mình thì đều ai cũng gục đầu và khóc. Thì thầy là một người rất là bản lĩnh, thầy nói mình là đàn ông, thua thì ngẩng cái đầu lên, thì thầy mới dùng tay hất càm anh Trường để nói mình là đàn ông, mình thua mình phải chấp nhận. Nhưng mà phóng viên thì bắt được cái cảnh đó thì quy ra suy tưởng ra là thầy Cato bóp cổ anh Tấn Trường là không phải, không có vấn đề đó. Vâng. Mối quan hệ giữa thầy Cato và tất cả anh em thì rất là tốt. Thầy, cái đó là một cái mình cũng đáng học hỏi. Thua ngẩng cao đầu, tại vì mình cũng chả có làm cái việc gì xấu. Đúng rồi. À, ý của thầy tôi là thua ngẩng cao đầu, mình đã thua rồi, mình làm lại. Còn thầy chỉ không muốn là anh em gục đầu khóc thì thôi, chứ đơn giản thôi, chứ không phải là bóp cỏ Tấn Trường như nhiều người nghĩ. Thực ra thì đúng là các anh là những người tham dự trận đấu đó. Cái nỗi đau của các anh nó còn lớn hơn rất nhiều so với người hâm mộ. Bởi vì là thực sự mà nói, nếu các anh chỉ cách thiên đường có lẽ đúng một bước chân thôi. Tức là khoảnh khắc giữa người hùng và chưa phải người hùng, nó cách nhau rất là mong manh. Và nếu mà hôm đó em nghĩ rằng là nếu mà các anh thắng thì có lẽ là cho đến bây giờ thì nó vẫn sẽ là một cái điều được nhắc đi nhắc lại của bóng đá Việt Nam. Em nghĩ rằng cái chức vô địch năm 2019 vừa rồi của chúng ta, cái lần chúng ta đổi màu huy chương ấy, nó cũng là một cái điều tất yếu thôi. Bởi vì chúng ta đã có những cái gọi là khoảng đề pa trước đó nó quá đẹp rồi. Thì cái năm 2019 nó chỉ là một cái năm chúng ta cụ thể hóa sức mạnh. Nhưng 2009 là một cái năm em nghĩ là cái thời điểm đó bóng đá Việt Nam mình vẫn đang ở một cái thời kỳ nó chưa thực sự được như bây giờ. Nhưng mà chúng ta đã có một cơ hội rất là lớn mà lại không thể, thì đúng là nó rất là tiếc. Nhưng mà dù sao thế chăng nữa thì đó cũng là một kỷ niệm. Và em nghĩ là từ những nỗi đau đó thì các lứa thế hệ cầu thủ ngày sau này họ nhìn vào thì họ cũng sẽ có được những cái bài học rút ra, cũng như là họ sẽ trưởng thành và họ quyết tâm hơn để bây giờ chúng ta đang là một trong số những đội bóng em nghĩ là mạnh nhất Đông Nam Á vào lúc này. Với cá nhân của anh Giang thì thầy Calisto có phải là một trong số những người có ảnh hưởng lớn nhất đến sự nghiệp của anh hay không? Thầy không những ảnh hưởng đến sự nghiệp mà trên đội tuyển quốc gia, mà kể cả quyết định mà để mình chuyển từ câu bộ Tiền Giang đến câu bộ Nam Anh Sài Gòn thì cũng có những đóng góp, những ý kiến của thầy. Và kể cả con đường bây giờ mình chọn gắn bó với bóng đá thì cũng một phần cũng thầy cũng khuyên. Tại vì thầy cũng biết đó, đam mê, sở thích của mình thì giống như mình phải sống với đam mê thì mình cảm thấy hạnh phúc được. Thì thầy cũng mấy lần về Việt Nam thì cũng hỏi
ai cũng làm huấn viên, bây giờ mày sao? Thì cũng trình bày, thì thầy cũng nói mọi người nên giúp Giang để Giang có thể trở lại với bóng đá. Thì nói chung là thầy có lẽ người ảnh hưởng lớn nhất sự nghiệp của mình. Vâng. Thầy Tô là một trong người mà như anh nói là đã rất là mong muốn anh trở thành con đường huấn luyện viên. Và sau cái kỳ SEA Games 2009 thì vài năm sau thôi thì anh gặp một cái biến cố nữa. Em nghĩ rằng là cái biến cố này nó có một tác động cực kỳ lớn đến sự nghiệp của anh. Vậy thì anh có thể chia sẻ một chút cái cảm giác của mình lúc đó khi anh nhận một cái bản án mà gần như là nó đã đóng toàn bộ lại cái quá trình phát triển sự nghiệp của mình. Đối với bản thân Giang thì khi mà sự việc xảy ra thì quá bất ngờ, quá nhiều thứ. Còn với một cầu thủ, một người sống với nghề nhận bản án mà cấm hoạt động vĩnh viễn thì cũng không khác gì mà một người mà nhận án tử hình. Thì đối với em là tất cả mọi thứ gì như suy sụp hết, nỗ lực thì như Linh cũng biết thì cũng nỗ lực, muốn quay trở lại bóng đá thì cũng rất là trông gai, khó khăn, cũng có gửi đơn cho liên đoàn nhưng mà thật sự thì cũng chưa được xem xét. Nên đến bây giờ khoảnh khắc mà nhận được bản án đó thì suốt đời không bao giờ mình quên được. Mình sẽ nghĩ thật sự đó là quả học quá đắt. Và sau này hay bất cứ việc gì nếu mà mình có cơ hội để trao đổi rồi với các em thế hệ sau thì mình sẽ luôn cho các em biết một bài học như vậy, không ai vi phạm giống như mình. Vâng. Án phạt treo giò vĩnh viễn là nỗi đau lớn cho một cầu thủ đầy triển vọng của bóng đá Việt Nam. Từ cái tên được kỳ vọng trở thành trung vệ số 1 đội tuyển quốc gia, Long Giang mất tất cả, thậm chí cả sự tự do với tư cách công dân. Đó có lẽ là những tháng ngày buồn nhất cuộc đời của hậu vệ người Tiền Giang. Nhưng bóng đá đã ăn vào máu của Long Giang. Ngay sau khi mãn hạn trở về cuộc sống bình thường, anh lập tức bén duyên với sân chơi Phủi. Không quá khó để cựu trung vệ đội tuyển Olympic Việt Nam lấy lại cảm giác cũng như thể hiện được khả năng vốn có. Long Giang trở thành cái tên hot của bóng đá bán chuyên Sài Gòn. Từ sân 7 tới sân 11, anh luôn được các đội bóng lớn săn đón. Tình cảm ấm áp đó phần nào khiến Nguyễn Thành Long Giang nguôi ngoai nỗi dằn vặt, từng khiến anh mất ăn mất ngủ, stress triền miên. Trước đây thì em đã từng làm phóng sự với anh rồi trên SCTV. Thì em có nói chuyện anh Huỳnh Sang. Anh Huỳnh Sang có nói một câu em thấy rất là hay, là những người đã từng vấp ngã, họ lại là những người có thể sẽ giúp cho thế hệ sau không vấp ngã. Bởi vì họ là những cái bài học, họ là hình ảnh để cho thế hệ sau nhìn vào đó mà tiếc nuối và rút ra được những cái điều cần phải rút. Và thầy Sang, anh Sang nói một câu rất là hay, em thấy có thể đúng, là không phải ai đã từng mắc sai lầm là người ta sẽ không thể đứng dậy được, mà đó lại là những người có thể nói là đứng dậy một cách mạnh mẽ nhất. Và bản thân anh nghĩ rằng là cũng đã đứng dậy được từ chính cái nơi mình đã ngã. Và sau khi mà anh kết thúc cái quãng thời gian nó không vui đó thì anh đã trở lại cái bóng đá, nhưng mà chỉ là bóng đá Phủi. Nhưng em nghĩ rằng là bóng đá Phủi gần như là nó cũng đã giúp cho anh rất là nhiều trong cái gọi là để mình tìm lại được cái cảm giác của một cầu thủ, đúng không ạ? Như mình cực kỳ đồng ý với ý kiến của nhà báo Quỳnh Sang. Trước đây Giang cũng không có nghĩ đến cái vấn đề đó. Thì Giang chỉ nghĩ là anh Quốc Vượng, anh Văn Quyến thì tất cả anh là đều người giỏi, thì nếu anh có cơ hội quay trở lại thì đó đều tốt thôi. Mình nghĩ đơn thuần vậy thôi. Đến khi mình là người vấp ngã, mình là người trong cuộc thì sau này Giang tin là không bao giờ anh Văn Quyến, anh Quốc Vượng mà sẽ phạm phải sai lầm đó. Tại vì mình được trả, mình biết cái giá trả đúng rất là đắt, rất là đắt. Mà những cái người đó là tại sao bây giờ những anh đó đều thành công trong một số giải đấu hay một công tác huấn luyện của mình đó. Tại vì anh đã trải rồi, anh phải có rút ra kinh nghiệm bản thân. Và như Giang, nếu mà có cơ hội để làm lại thì không bao giờ vấp ngã lần nữa. Tại vì mình là người trải qua rồi, chỉ có mình mới biết được nỗi đau như thế nào thôi. Vâng. Chứ còn bây giờ mà nhiều người cứ nghĩ vậy sẽ bị vậy, nhưng đâu có ai trải qua như mình đâu. Nên những người mà thật sự nếu mình có cơ hội được làm lại, mình mong mọi người tin những người như mình không bao giờ vấp ngã nữa. Vâng. Cái giá trả rất là đắt rồi. Với những người gọi là cầu thủ chuyên nghiệp đi theo nghiệp bóng đá thì với họ thì gần nếu như không được gắn bó với quả bóng, không được ra sân, nó không khác nào là bị cụt chân cụt tay cả. Đó là một cảm giác nó thiếu thốn vô cùng. Và suy cho cùng thì là con người đã vấp ngã rồi. Nhưng mà Đức Phật đã nói một câu rất là hay,
là cái điều đáng trân quý nhất của mỗi con người, đó là khi chúng ta vấp ngã và đứng lên được từ nơi mình vấp ngã. Đó là điều đáng trân quý nhất. Và mỗi con người trong chúng ta, một trong 14 điều răn của Đức Phật thì có một trong số câu nói đó. Thì em nghĩ rằng là anh đã làm được một cái điều như vậy. Và khi quay trở lại với bóng đá phong trào thì cũng là một nơi để có thể là anh tìm lại được cái niềm vui, và quan trọng nhất là anh tìm lại được một cái chút gì đó gọi là cái tình yêu của người hâm mộ. Và bản thân em cũng đã từng chứng kiến đi làm một số giải phủ sân 7 anh đá, thì thấy rằng cổ động viên vẫn đón anh rất là nhiệt tình, vẫn rất là nhớ đây là Long Giang, đây là người là đã từng là một hậu vệ rất là giỏi của bóng đá Việt Nam. Đó là những cái điều mà em nghĩ là bản thân anh sẽ luôn rất là quý, bởi vì là mình đã từng vấp phải những cái sai sót nhưng bây giờ vẫn được đón nhận, thì đó là một điều rất là đáng quý. Cũng liên quan đến bóng đá phủ thì trong một khoảng thời gian cách đây khoảng chừng một năm thì anh đã từng có một cái dòng status khi đó anh đang chơi phủ. Anh từng chia sẻ là anh đi đá bóng về, hình như hôm đó là anh đậu xỉn không biết nữa, nhưng mà anh viết một dòng status, mà sau đó cái status đó nó đã trở thành một trong câu chuyện được bàn tán nhiều nhất của bóng đá Việt Nam. Vậy thì cảm giác của anh khi trở thành một idol mạng nó như thế nào cái hôm đó, cái buổi tối ngày hôm đó? Còn suy nghĩ thật sự của mình á, thì mình nói ra những cái điều mà mình mong muốn, thì không những người mà yêu bóng đá, những người mà biết mình từ đầu á thì họ ủng hộ mình, thì không nói rồi, có những người không quen, không biết mình họ ủng hộ, tức là họ cảm nhận được cái sự chân thành của mình. Thì thật sự đối với bóng đá thì tình yêu của mình đối với bóng đá thì nó to lớn lắm, giống như một người mà sinh ra chỉ để cho bóng đá thôi. Như Vinh nói, một người mà cầu thủ mà không đá bóng thì giống như cục tay cục chân vậy. Thì đối với mình nó còn hơn gì nữa. Mình có chứng kiến mấy cụ tóc bạc vẫn đá bóng thì mình sẽ nhìn thấy cái hình ảnh của mình sau này như vậy. Dạ vâng. Dẫu thế nào thì khi nào mà còn không còn sức thôi. Đúng rồi. Còn vẫn sẽ gắn bó với bóng đá, còn một cái gắn bó với chuyên nghiệp hay thế nào thì nó còn tùy vào điều kiện mà của mình hay là của liên đoàn nó hỗ trợ cho mình. Chứ chắc chắn điều thì Long Giang thì không thể nào sống thiếu bóng đá được. Vâng. Thì bây giờ anh đang gần như là đã có được cái mong ước đó rồi. Thì trung tâm của anh Hùng đã cho anh một cơ hội rất là lớn. Vậy thì em muốn hỏi một chút xíu là đây là cơ hội mà anh Hùng trao cho anh, hay là anh tự anh mong muốn và có một lời đề nghị với anh Hùng? Thật trước đây thì Giang không có hứng thú với bóng đá cộng đồng, thì mình không có thích là cứ thu tiền của các bé để chỉ dạy cho các bé những cái điều mà ai cũng dạy được, giống như là không phải là làm nghề bóng đá. Thì mình cảm thấy mình nhận những cái đồng tiền đó thì mình không có hứng thú lắm. Thì sau này thì cũng có tiếp xúc với anh Hùng, mọi người thì ai cũng biết mình là cũng có đam mê, ai cũng biết mình là có khát khao làm nghề, thì anh Hùng mới gửi lời mời cho mình. Anh Hùng cũng nói là anh thấy em có chuyên môn, nhiệt huyết, em thích làm nghề. Thì anh Hùng nói câu đó thì nó giống như động mẫu đồng nghèo cái năm mươi. Lớp năng khiếu và hiện tại là có hơn 10 bé đi theo cũng rất nhiều. Mình nhận được cái lời mời rất là trân trọng của anh. Mình nhớ về đây cùng anh đào tạo cho các bé, nó khác hẳn với mấy trung tâm đó cũng đồng khác. Mình cảm thấy mình được trân trọng. Thật sự anh Hùng cũng nhìn thấy được cái đam mê quyết tâm làm nghề của anh. Anh cũng suy nghĩ, không bàn cái vấn đề tài chính gì hết, anh đồng ý ngay. Nói chung thì là đây là một điều em nghĩ là chúng ta rất đáng quý, trân trọng. Nhất là cái tình cảm của anh Hùng. Cái thứ hai là cái khát khao của anh. Bởi vì là
em nghĩ rằng là hơn ai hết, anh là người có cái gọi là độ cháy bỏng lớn nhất để anh quay trở lại, anh làm được một cái điều gì đó cho bóng đá nước nhà. Thôi thì bây giờ mình không thể đi theo con đường chuyên nghiệp được nữa, thì mình sẽ chắp cánh cho tương lai của bóng đá Việt Nam. Bởi vì với một quốc gia, với một đội bóng, bất cứ một nền bóng đá nào, thì đào tạo trẻ luôn là một điều cực kỳ quan trọng. Và từ đào tạo trẻ đó chúng ta sẽ có được những cái lứa thế hệ cầu thủ. Và bản thân như bóng đá Việt Nam bây giờ đã thành công hiện nay cũng bởi vì chúng ta có một lứa đào tạo trẻ quá tốt. Đây là một cái điều mà phải nói rằng là thật sự tuyệt vời. Và điều quan trọng nữa, em biết anh Hùng cũng như là các anh đều là những người cựu danh thủ, đều là những người đã từng gắn bó một khoảng thời gian dù ít dù nhiều với bóng đá Sài Gòn. Và bản thân em là một người thích trong cái trường phái là nó hơi cục bộ một chút. Cục bộ ở đây tức là em muốn rằng là bóng đá nó phải đi lên từ gốc và phải có một cái nền tảng bản sắc của mỗi đội bóng, mỗi một địa phương. Ví dụ như chúng ta biết là cả Real Madrid, Barcelona hay là Manchester United, họ có bản sắc, họ có, bởi vì sao? Bởi vì họ xây dựng được những cầu thủ từ chính mình đào tạo, thậm chí là từ những con người sinh ra ở cái mảnh đất đó, họ thấm nhuần cái tư tưởng đó và họ mang cái bản sắc đó mang ra thương hiệu toàn cầu. Thì em nghĩ rằng là với bóng đá Sài Gòn bây giờ cũng vậy. Chúng ta đã, bóng đá Sài Gòn đã từng có một khoảng thời gian rất là mạnh. Chúng ta có cảng Sài Gòn, có hải quan, có công an thành phố Hồ Chí Minh. Đó là một thời kỳ mà ba đội bóng lớn ở Sài Gòn rất là mạnh, rất là nhiều tên tuổi lẫy lừng. Nhưng mà sau một khoảng thời gian thì nó đã không còn được như vậy nữa. Và bây giờ anh Hùng, một người đã từng gắn bó với cảng Sài Gòn, cũng như anh trước đây đã là Navibank, thì bây giờ bọn anh đang muốn xây dựng lại cái thương hiệu đó. Vậy thì anh nghĩ thế nào về cái mục tiêu này, cái đường hướng này, liệu nó có phù hợp với cái mong ước của anh hay không ạ? Với anh là muốn là mình cho các bé một cái nền tảng tốt. Nếu mà mình sống ở Sài Gòn mà mình cũng muốn là ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Sài Gòn nó có một cái chỗ đứng nhất định, nên mình sẽ cố gắng đào tạo ra nhiều bạn trẻ tốt để cho bóng đá thành phố Hồ Chí Minh chiếm được cái vị thế đáng có của nó. Thì như anh Lưu Hùng, đa phần anh trung tâm này anh Hùng đều chọn những con người mà huấn luyện từng thi đấu hoặc tập trẻ từ cảng Sài Gòn. Đúng rồi, đa phần thì có mình Giang là từ Nai Ban Sài Gòn thôi, nói chung là cũng từng có áo những đội bóng ở thành phố, những người có tâm huyết với bóng đá. Nhưng có một điều là cái cơ chế của thành phố mình cũng chưa có thật sự hỗ trợ cho tất cả trung tâm đá cộng đồng. Nếu như quan tâm thì trung tâm của anh Hùng hay của những trung tâm khác là một cái kênh, một cái nguồn rất tốt cho bóng đá thành phố Hồ Chí Minh. Vì giống như anh ngày xưa đi tập đá bóng thì từ 13 tuổi cũng chả biết gì hết, thì có chút năng khiếu thôi, không biết tương bao, không biết này nọ. Nhưng nếu bây giờ thành phố Hồ Chí Minh hay một cái câu bộ nào đó chọn cầu thủ 13 tuổi giống anh, nếu mà chọn từ những trung tâm này, họ được cái nền tảng rất là tốt thì họ chỉ việc phát huy thôi. Còn giống như tôi anh ngày xưa 13 tuổi đi tập đá bóng thì không thể nào tốt bằng những bé bây giờ 8 tuổi, 10 tuổi đi tập thì. Cái này là một cái nguồn rất là tốt nếu mà được sự đầu tư quan tâm của lãnh đạo. Vâng. Bởi vì thực ra thì trên thế giới thì có rất nhiều những danh thủ họ đi lên từ những câu lạc bộ bóng đá địa phương. Ronaldinho hay là một trường hợp mà gần đây nhất mà chúng ta thể biết là Eden Hazard. Hazard trước đây đã từng là một cầu thủ đi theo con đường là anh ta tập ở một câu lạc bộ bản địa, một cái khu vực, một cái làng biên giới gần Bỉ với Pháp. Và sau này thì dần dần thì từ cái trung tâm đó thì họ mới gửi Eden Hazard sang một nơi lớn hơn là Lille của Pháp để rồi anh ta phát triển sự nghiệp. Anh nghĩ rằng bóng đá cộng đồng là một cái nền tảng cơ bản nhất để cầu thủ có được những cái điều, những cái kỹ năng cơ bản. Và những cái kỹ năng đó được truyền dạy bởi những con người đã từng đi theo chuyên nghiệp, đã từng ăn tập chuyên nghiệp, thì em nghĩ rằng nó sẽ rất là tốt. Và nếu như mà chúng ta có một sự quan tâm tốt hơn thì đúng là bóng đá Sài Gòn em nghĩ là nó sẽ trở lại một cái sự huy hoàng như ngày nào. Bóng đá Hà Nội bây giờ thì như anh biết là đã có được cái sự bản sắc trở lại rồi. Người Hà Nội như em cảm thấy rất là vui, bởi vì là câu lạc bộ Hà Nội bây giờ là một câu lạc bộ mang quá nhiều những con người đã từng sinh ra ở mảnh đất đó. Và em nghĩ rằng là Sài Gòn cũng nên như vậy, hai thành phố lớn nhất của cả nước nên như vậy. Chúng ta hiểu rằng là cái bản sắc nó là một cái điều, bản sắc sẽ giữ cổ động viên ở lại, sẽ giúp cho đội bóng phát triển từ cái nền tảng cơ bản nhất. Và em thấy rằng là trung tâm Anh Hùng đang làm tốt được cái điều đó, cũng hy vọng là các anh sẽ thành công. Và một điều nữa là bản thân anh có một cái gửi gắm một cái mong ước gì đó với quê hương mình không? Bởi vì anh là một người Gò Công, là một người Tiền Giang. Nếu như giả sử trong tương lai mà Tiền Giang, Gò Công mời anh về, thậm chí là bảo rằng bây giờ anh về anh làm không công, anh có chấp nhận hay không? Làm ngay. Đối với quê hương thì
được làm nghề đối với mình là hạnh phúc rồi, mình không có chỉ cần được làm nghề thôi thì bất kỳ đâu, nhưng mà đối với quê hương thì nó là còn hơn như vậy nữa. Mình sẵn sàng. Hôm rồi có một lời mời mà theo như có thể mình đi theo hướng chuyên nghiệp á, nhưng mà vì danh phận thì không có thôi. Mình có thể được làm nghề gần như là chuyên nghiệp, mình cũng suy nghĩ đắn đo lắm, nhưng mà cuối cùng thì mình không nhận lời. Nhưng mà thật sự mình mất ngủ mấy ngày á, tại vì cũng vừa trân trọng cái tình cảm của người anh, cũng là từng cầu thủ đồng đội đội tuyển quốc gia mình, ảnh cũng ngỏ lời là mình về cùng công tác huấn luyện thôi, còn cái việc của liên đoàn thì mình phải đăng ký chức danh khác hoặc mình không tham dự những trận đấu như vậy. Thì đối với mình không có câu nệ những cái vấn đề đó, được làm là hạnh phúc rồi, nhưng mà thì còn vướng mắc nhiều cái vấn đề khác quá nên chưa làm được. Còn nếu mà được liên đoàn chấp nhận cho làm nghề mà được quê hương tin tưởng thì chắc không cần phải suy nghĩ. Vâng, sẵn sàng là chiều lái xe từ Sài Gòn về Tiền Giang, hôm sau lên lại Sài Gòn. Vâng, vì hiện tại thì anh Giang đang có một cơ sở kinh doanh về salon ô tô ở trên đường An Dương Vương, quận 5. Nói chung là anh Giang thì người ta bảo là anh Giang là một người có thể nói là sống chết vì đam mê được, bởi vì là anh không phải lo về chuyện kinh tế. Chúng ta hiểu là đi theo con đường với đam mê nhiều khi nó sẽ là phải đánh đổi về kinh tế, nhưng mà bây giờ anh có một nền tảng kinh tế nó cũng khá là ổn rồi. Và nên bây giờ với anh Giang bây giờ chỉ cần là cứ đi theo đam mê, cứ đi theo bóng đá thôi. Thậm chí là bây giờ làm không công cũng sẵn sàng chấp nhận, miễn làm sao mình có thể trả được cái món nợ với quê hương. Dù sao nữa thì anh cũng là người đi lên từ Tiền Giang, từ Gò Công. Mà em biết là trong quãng thời gian anh chơi cho Tiền Giang thì hồi khi đó Tiền Giang vẫn chưa phải là một đội bóng V-League. Thì mình vẫn có một cái đau đáu trong đầu đó, là những năm tháng mà đẹp nhất đó, thì gần như là không có cống hiến được cho quê hương. Đúng rồi. Mà cũng vì sự nghiệp, mình muốn phát triển sự nghiệp thì bắt buộc mình phải buộc rời xa quê hương. Những năm tháng mà đẹp nhất đó, là phục vụ cho thành phố Hồ Chí Minh và là địa phương hiện nay và trên đội tuyển thôi. Thì ngày xưa trẻ thì đương nhiên là mình trẻ thì mình ở Tiền Giang rồi, mình cống hiến hết rồi, nhưng mà khi lên đội 1 thì chưa bao giờ mình là chính mình, nên mình vẫn còn một cái gì đó đau đớn, mình mắc nợ quê hương. Dạ vâng. Nói chung thì với chúng ta thì dù có đi đâu thì quê hương vẫn là chùm khế ngọt, quê hương vẫn là nơi mà chúng ta mang tới cho chúng ta những cái điều tuyệt vời nhất, những điều đẹp đẽ nhất. Và chúng ta cũng xin chúc cho những cái mong ước của anh Giang thành sự thật. Chúc cho trung tâm bóng đá Lương Bằng Hùng sẽ tiếp tục phát triển và sản sinh ra thật là nhiều tài năng, thứ nhất là cho bóng đá Sài Gòn và thứ hai là cho đội bóng đá Việt Nam. Và một điều nữa thì nhân nhắc về bóng đá Việt Nam, nhân nhắc về đội tuyển, chúng ta đang ở kỳ SEA Games. Anh Giang đánh giá thế nào về cái lực lượng năm nay ở SEA Games của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo? Qua trận mở màn thì thấy lực lượng chúng ta cũng khá đồng đều. Tuy có một số vị trí mới nhưng thấy thể hiện rất là tốt, và quan trọng là tinh thần thi đấu trên sân nhà rất là nhiệt huyết. Vâng, em tin là chúng ta sẽ có một kỳ SEA Games thành công. Vâng. Em nhớ là năm 2003 chúng ta đã mất huy chương vàng cũng trên sân nhà. Đó là một kỳ SEA Games mà em thấy rằng là hay nhất bên cạnh cái kỳ SEA Games 2009 của chúng ta. Và đó là hai cái chiếc huy chương bạc mà về cơ bản với người hâm mộ nó không khác nào là tấm huy chương vàng hụt cả. Bởi vì rõ ràng 2003 chúng ta rất mạnh trên sân nhà, cái lứa của anh Quyến, 2009 là lứa của anh, đều mạnh cả, đều được chơi, thứ nhất trên sân nhà, thứ hai là trên đất nước mà chúng ta gọi là gần sân nhà, láng giềng bạn bè cả, mà chúng ta không vô địch được. Nhưng mà năm nay có thể là nó sẽ khác, và nếu như thế thì nó sẽ là một cái điều tiếp tục viên mãn nữa cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Và đương nhiên cái sự phát triển đó dựa trên một cái nền tảng đào tạo trẻ, và những người như anh Lưu Bằng Hùng, anh Amaubi hay anh Ngũ Chí Thắng bây giờ, hay là anh Louis nữa, sẽ là những người tiếp tục cái nuôi dưỡng đó. Bởi chúng ta biết rằng là một lứa thế hệ tài năng đến mấy thì cũng sẽ chỉ có trung bình 10 năm để họ cống hiến mà thôi, và sau đó thì sẽ phải là một lứa thế hệ khác lên, che già thì măng phải mọc. Em hy vọng rằng là sẽ có thêm được những thành công đó từ chính các anh, và hy vọng là sau khoảng thời gian 10 năm nữa chúng ta sẽ được chứng kiến những ngôi sao lớn của bóng đá Việt Nam, những người con Sài Gòn và đã từng ăn tập dưới trướng của anh Hùng, anh Giang cũng như là tất cả các anh ở trung tâm bóng đá Lương Bằng Hùng. Một lần nữa thì xin cảm ơn anh Giang về cái buổi chia sẻ ngày hôm nay. Nói chung là cũng là buổi chia sẻ rất là nhẹ nhàng vui vẻ. Anh em lâu ngày gặp lại thì cũng có thêm một cái niềm vui mới là hôm nay đến là để chia vui với anh Giang. Chia vui với anh Giang thì tôi với anh Giang thì đã từng có một buổi talk với nhau rồi, đã từng chia sẻ với nhau rồi. Khi đó thì anh Giang đang có một cái đậm, anh Giang có một cái gọi là nỗi niềm đau đáu.
một cái nỗi gọi là rằm trong tim, lúc nào cũng thế, mất ăn mất ngủ, bị stress liên miên bởi vì một lý do, đó là chưa thể quay trở lại với bóng đá. Bây giờ đã quay trở lại, đã là một huấn luyện viên rồi, và em hy vọng rằng là trên cương vị huấn luyện viên anh cũng xuất sắc như khi anh đã làm cầu thủ. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau sau một khoảng thời gian nữa, và khi đó thì trung tâm sẽ có thêm được những cái điều thực sự là nở rộ và phát triển với những lứa thế hệ cầu thủ made in Nguyễn Thành Long Giang và Lê Mộng Hùng. Cảm ơn anh.